Shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến tất cả các anh em. Thì như các bác biết là mùa bẫy cò thì nó dùng cho các anh em chơi quanh năm ngày tháng. Các bác miền Nam miền Bắc đều chơi được. Cứ có cò nó bẫy được thôi. Thì hôm nay em xin giới thiệu đây là keo bẫy cò bẫy vàng bên em. Hàng này thì là hàng keo chất lượng cao các bác nhé. Nó màu trắng không mùi không vị. Nên là keo rất là dính, keo hàng keo pro, hàng keo chất lượng loại một các bác nhé. Các bác mà có nhu cầu thì liên hệ bên em cung cấp xỉ lẻ cho các bác luôn, giá cả hợp lý cho anh em chơi. Bên em cũng cung cấp cả keo và que cò giả, các bác mà có nhu cầu bên em cũng cung cấp luôn. Đây là cái keo siêu dính các bác nhé, chỉ bẫy cò bẫy vạt thôi và bẫy chuột thôi. Nếu mà các bác mà mua cái keo bẫy xẻ thì bên em cung cấp cái mẫu keo khác, nên là giá thành hợp lý cho anh em văn nghệ chơi, rất là dính các bác nhé. Thì một cái hũ này thì bên em đang đóng là 1 cân các bác nhé, 1 kg. Đây là một hũ là 1 kg, mà các bác có nhu cầu mua nửa ký thì bên em cũng bán nửa ký. Nên là để anh em chơi văn nghệ, các bác mà chơi văn nghệ thì chỉ cần 1 ký này là các bác chơi hết một vụ thôi. Nên là các bác mua nhiều thì em sẽ khuyến mại giá rẻ hơn. Nên em vào ship tận tận nhà, các bác mua thì liên hệ theo 3 số điện thoại này của shop. Shop nhận ship hàng toàn quốc các bác nhé, gửi qua đường COD. Các bác kiểm tra hàng thì phải thanh toán cho nhân viên bưu điện. Đây là que tre các bác nhé, em đã gót sẵn cho các bác rồi, dài 5 tấc. Các bác quấn như này là các bác kéo ra bác quấn rồi, nên là rất dễ sử dụng. Quấn thì kích cỡ là 25 phân một que. Để các bác chủ động mua hàng thì liên hệ 3 số điện thoại, bên em có Zalo Facebook các bác nhé. Các bác điện trực tiếp em sẽ gửi hàng cho các bác. Một cái video rất là ngắn gọn giới thiệu keo bẫy cò bẫy vạc các bác nhé. Rất mong là anh em xem kỹ video và đặt hàng. Các bác xem kỹ và đặt hàng đừng quên đăng ký kênh của shop để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.